Xin chào cả nhà, buổi sáng nha cả nhà. Hôm nay em đi tập thể dục nè, đi ra công viên để công viên Âu Thiết đó cả nhà, để quay cái cảnh Âu Thiết cho cả nhà xem cho đỡ buồn nha. Bữa nay cũng không có video gì hết ráo, bây giờ em cũng đi vòng cái Âu Thiết này cho cả nhà xem. Nếu mà cả nhà ngày xưa giờ cả nhà có ở thị xã Gò Công á thì biết cái ao Thiết ngày xưa ở đây nó có bốn cái ao bự lắm. Bây giờ thì nhà nước lắp hết hai ao rồi, ao số 1 với ao số 2 á cả nhà. Giờ làm ao số 1 với ao số 2 làm cái công viên nè. Cái công viên cây xanh này mát lắm cả nhà. Sáng giờ còn sớm cũng chưa có thấy ai đi tập thể dục. Chút xíu nữa họ đi cũng nhiều lắm. Đó. Sáng thì ở đây có nhóm đá cầu của em. Giờ em đi vòng vòng đi rồi em quay cho cả nhà xem cái ao Thiết. Ở cái ao Thiết đó cả nhà bự lắm. Đi vòng hết cái ao Thiết là cũng cây số á. À, chị này chị Phượng nè. Chị Phượng này hồi đó cũng tập thể dục chung á cả nhà. Rồi 3 năm về trước trước dịch á đi tập thể dục rồi cái ao Thiết này á lúc đó đang làm cạn queo à. Mấy chị em mới nhảy xuống dưới đó mới chụp hình làm kỷ niệm. Thì bây giờ thì sau 3 năm hết dịch rồi, cái nhóm mà tập Olympic đây á nghỉ à, giờ mấy chị rã ráo rồi. Thì cái ao Thiết bây giờ nó nước đầy nhóc luôn rồi. Cái hình kỷ niệm thì tụi em lưu ở bên kia để hôm nào quay lên cho cả nhà coi. Giờ đi vòng ao Thiết cho cả nhà xem nha. Thị xã Gò Công mình ở thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Cái đường này hồi đó nó nhỏ xíu rồi cả nhà ơi. Đường này đó là người ta đi bằng xe đạp thôi chứ với xe Honda thôi, mà bây giờ mở rộng ra quá trời luôn. Đó, cái nhóm này là cái nhóm tập thể dục của em nè, đá cầu đó, em đi quen vòng là em vô đá cầu với mấy anh chị ở đây. Em quay cho cả nhà xem chút xíu nha. Đá cầu rất là vui. Đá trúng cũng vui mà đá hụt cũng vui, cười bể bụng luôn á. Đó, ao Thiết đó cả nhà. Bây giờ là công viên, này là công viên là giáp với cái ao Thiết á. Giá tối cũng đẹp lắm, nguyên cái đó là đèn đó. Còn ở đây là cái cây này kêu cây rễ gừa á cả nhà. Cái rễ nó đồng thòng vậy đó, lâu lâu cái người ta cắt tỉa bớt. Sáng mát mẻ lắm. Đường phố sạch đẹp, sắp sửa đây là thị xã Gò Công sẽ lên là thành phố Gò Công. Cảnh đẹp ha cả nhà. Cảnh đẹp ghê không, mát lắm. Buổi sáng trời trong mây tạnh. Ánh bình minh sắp sửa lên. À, có cây cầu đó cả nhà, cây cầu bắc ngang cái ao Thiết bên đây bắc qua bên kia là cũng chỉ cho người ta đi chứ không có cho Honda đi, tại nó làm mấy cái bực bực này nè, không có cho lên. Ở nhà người ta giờ cái đường này nè nó ra trắng nhựa hết rồi đó cả nhà. Đẹp. Quay xong cho cả nhà xong rồi em đi chợ về làm đồ ăn ăn cơm, mời cả nhà xem tiếp video tiếp theo nha. Nếu cả nhà thích thì bấm like và đăng ký kênh giúp em ẩm thực Gò Công quê tôi để cho em có những cái động lực em làm tiếp nha cả nhà. Chỉ vì đam mê thôi nhưng mà làm thì nhờ cái góp ý kiến bình luận của cả nhà để em có gì sơ sót là em sẽ thay đổi và
bị cái món cá ba sa kho với thịt nha cả nhà, kho mặn ăn với rau chấm. Mời cả nhà vào bếp với em nha. Đây em có mua hai cứa cá nè, 350g và 400g thịt ra. Mà ở đây em mua thịt nách nha cả nhà, với 3 muỗng nước mắm, nước mắm ngon. Ở đây là 3 muỗng đường cát và chút hành lá. Lá em cắt nhỏ, hành gốc em cắt nhỏ rồi đó. Ở đây là tỏi, tỏi em cũng băm sẵn cho cả nhà. Còn hành lá với ớt này đây lát nữa em để lên trên mặt. Đây là có một muỗng súp no và muỗng muối cà phê đó, 3 muỗng nước màu, nước màu làm nhà nha cả nhà. Em thắng nhà luôn á. Cả nhà muốn xem thì mở ra cái kênh em mà vô cái thắng nước màu tại nhà đó, em có làm sẵn á. Đây là 2 muỗng dầu ăn và 1 muỗng tương ớt. Ở đây là có 1 muỗng cà phê tiêu nha cả nhà. Để lát mình kho xong rồi mình để lên. Mời cả nhà vào bếp. Bây giờ em ướp thịt nha cả nhà. Thịt bây giờ em bỏ vô em ướp nè. Thịt em đã sơ chế rửa sạch sẽ hết rồi đó. Và cá luôn. Hai cái cá em cũng đã rửa rồi, sạch sẽ. Nước mắm nha cả nhà, nước mắm đổ vô luôn. Đổ vô ướp chung với cá. Tất cả các gia vị em hỗn hợp em cho hết vào hết luôn. Đây là đường cát, 3 muỗng đường cát trắng và gốc hành á, em để vô luôn cho nó thơm nha cả nhà. Đây là súp cà no với muối, muối bột, anh em xài muối bột. Đây là 3 muỗng nước màu, 3 muỗng nước màu em thắng nhà, nước màu đường đó cả nhà. Và 1 muỗng canh tương ớt, tương ớt chiên su. 1 muỗng canh mình làm cho màu nó đẹp. Đây là dầu để lát em khử tỏi rồi em sẽ khèo thịt với cá. Rồi sơ chế xong rồi em mới kho. Bây giờ cái này em sẽ trộn đều lên nha cả nhà. Trộn hết tất cả hỗn hợp gia vị em cho vào trong cái thịt với cá này, trộn đều lên. Mình trộn, mình mau mau tay mình trộn rồi mình sẽ trộn đều hơn là mình chảo bằng đũa. Mình trộn xong mình để chắc cũng khoảng cho 15 phút sau nha cả nhà. 15 phút sau cho nó thấm rồi em sẽ kho. 15 phút sau rồi cá nó sẽ thấm. Bây giờ 15 phút rồi đó cả nhà. Giờ em bắt đầu em bắt dầu lên rồi em làm nha cả nhà. Dầu với tỏi em sẽ bỏ vào cho nó nóng, nhỏ lửa lại, cho cá vô. Mình sẽ lăn con cá cho nó săn lại, nó sẽ thơm, nó bán cái mùi. Đũa trơn em lấy cái đồ kẹp em kẹp, ông xã đưa cho em đó. Nhỏ lửa lại, cái nồi nó cũng còn nóng quá ha cả nhà. Đó, cho cá vô rồi mình lăn qua, mình lăn lại cho cá nó săn thịt. Rồi em sẽ gấp nó ra, nhỏ lửa lại cho nó săn đi, rồi gấp nó ra rồi em mới để thịt vô em lăn tiếp. Nhỏ lửa lại, nếu không cái nồi đất nó nóng dữ rồi đó cả nhà, nó cũng săn rồi nè. Giờ cá nó săn rồi em sẽ gấp nó để ra dĩa. Em sẽ gấp để cá ra dĩa. Cái phần dầu còn lại đó em sẽ đổ thịt vô em khèo tiếp nha cả nhà. Đổ thịt vô xào cho nó săn lại. Làm lửa tí xíu rồi. Rồi thịt nó cũng cạn rồi đó cả nhà. Thịt nó cạn rồi em sẽ để cá vô. Hai cái cá để lên trên. Để lên trên nha cả nhà. Thịt ở dưới. Em sẽ kho tiếp.
chén nước, chén nước nha cả nhà. Kho ăn nó ngon nha cả nhà, thịt nách nó ngon hơn cái thịt ba rọi thì nó cũng ngon nữa, nó béo nhưng mà cái thịt nách cái mỡ của nó sẽ săn, nó cứng hơn, còn ba rọi thì nó mềm hơn. Thì cả nhà ai thích thịt nách thì cứ kho thịt nách, còn thích ba rọi thì kho ba rọi, kho với cá ba sa, kho mặn rất là ngon, mình ăn với rau quá cả nhà. Bây giờ nước nó cũng cạn bớt rồi đó, nó thấm rồi, giờ em cho hành ớt vô luôn ha, đổ hết vô. Tại vì nhà có em bé nhỏ cho nên ớt em không có sắc ra, không có đâm ớt, chứ đâm ớt để vô nó cay cay ăn rất là ngon. Nãy em chỉ để cái tương ớt thôi, nó cũng dịu, không có đến nỗi em bé ăn được. Còn ớt trái này ai có ăn thì ăn nguyên trái, còn ai nhà không có em nhỏ thì đâm ớt ra trộn vô lúc mình ướp luôn. Tiêu, còn tiêu em bỏ tiêu vô luôn đó cả nhà. Rồi cá với thịt đã chín xong rồi, mời cả nhà. Dạ, múc ra dĩa nha, thịt với cá ra dĩa để em mời cả nhà rồi cùng ăn cơm với em. Tại vì em kho cá này em chấm rau nữa nên em mới để nó có nước ở cả nhà, còn nếu ăn với canh thì mình sẽ làm nó rặt lại tí xíu nữa. Mời cả nhà ăn cơm nè. Rồi mời cả nhà ăn với em chén cơm nha, để em gắp cá thử coi nó ngon không nè. Cá này thì thịt nó mềm ngon lắm cả nhà, nó béo, nó không có rã. Mình kho mình để nước vô cho nó thấm vậy đó. Cái khứa cá mình cắt dày nên em để một chén nước cho nó thấm, rồi nó chín cá. Mời cả nhà ăn miếng cá với em, ngon quá, cá nó thấm rồi đó cả nhà. Thịt cá rất là ngon, mềm béo. Mình mang rau, thêm miếng rau vô, mời cả nhà ăn rau nha. Mời cả nhà ăn cơm với em nè. Cũng đam mê á cả nhà ơi. Bây giờ làm thì cũng có nhìn chỉ mình em, rồi ăn cũng mình em thôi. Nhiều khi nó cũng cực cũng chết, nhưng mà tại vì em đam mê quá. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà thấy thích thì bấm đăng ký kênh giúp ủng hộ em và cho em xin một like, và có ý kiến gì sơ sót thì cả nhà cũng có ý kiến để góp ý giùm em nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn gặp lại video sau, bye bye.